bus. Kinh nghiệm của gấu trúc. Đây là khách sạn Baby Bus. Chào mừng bạn đã tới. Chúng ta đi lướt sóng thôi nào. Khi bạn gặp cá mập, nhớ nhảy lên nhé. Khi bạn gặp cá mập, nhớ nhảy lên nhé. Tiếp tục cố gắng nhé. Tôi tin bạn sẽ nhảy được qua nó ở lần tới. Bạn nhớ gói ghém mọi đồ đạc trước khi trả phòng nhé. Vui lòng phân chia và sắp xếp những đồ đạc này. Đừng để bất kỳ đồ đạc gì sau khi rời phòng. Chào mừng bạn tới khách sạn Baby Bus. Tôi muốn tới sử dụng máy nhận phòng. Chào mừng tới mới máy nhận phòng của Baby Bus. Vui lòng chọn thời gian bạn sẽ ở lại. Vui lòng chọn thời gian bạn sẽ ở lại. Vui lòng chọn phòng của bạn. Vui lòng thanh toán. Mời bạn nhận thẻ phòng, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi muốn ăn những món này. Nước hoa quả. Cảm ơn bạn. Tôi muốn ăn những món này. Salad.
Cảm ơn bạn. Tôi muốn ăn kem. Cảm ơn bạn. Lâu đài cát. Mỗi phòng đều có một biểu tượng riêng. Đây là biểu tượng của phòng tôi. Đây là biểu tượng lối thoát khẩn cấp. Khi gặp nguy hiểm, bạn có thể dùng lối thoát này để ra ngoài an toàn. Vui lòng tìm biểu tượng lối thoát khẩn cấp. Đúng vậy, đây là biểu tượng lối thoát khẩn cấp. Chính là nó. Bạn đã tìm được toàn bộ rồi. Hãy nhớ, sau khi tìm được phòng, bạn hãy tìm hiểu biểu tượng lối thoát khẩn cấp. Sau đó tìm lối thoát khẩn cấp. Sau khi vào phòng, bạn phải khóa cửa lại. Kinh nghiệm của gấu trúc.